Công an quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng đang tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Đức, 24 tuổi, trú tại phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng, là thủ phạm đã gây ra vụ trộm nhẫn kim cương tại một tiệm trang sức trên địa bàn. Trước đó, thì Đức điều khiển xe máy đến cửa hàng kinh doanh trang sức trên địa bàn phường Quà Khê, quận Thanh Khê để hỏi mua nhẫn kim cương. Nhân viên của cửa hàng đem ra 4 chiếc nhẫn kim cương để cho Đức xem và thử, nhưng Đức không vừa ý và bỏ đi. Đến khoảng tối cùng ngày, thì nhân viên của cửa hàng kiểm tra lại thì phát hiện mất một chiếc nhẫn kim cương trị giá hơn 78 triệu đồng. Khẩn trương vào cuộc xác minh, công an phường Hòa Khê đã phối hợp với các đơn vị liên quan đã mời Nguyễn Văn Đức về trụ sở làm việc. Tại cơ quan công an, Đức thừa nhận do thiếu tiền trả nợ, thường xuyên bị chủ nợ đe dọa nên đã nảy sinh ý định trộm cắp trang sức, bán lấy tiền trả nợ và tiêu xài.